đầu tư thương mại xây dựng Jericho đã kết thúc ở đây. Một lần nữa thay mặt cho quý công ty, xin được cảm ơn quý khách, những người đã dành thời gian quý báu của mình đến chia vui cùng công ty. Lời cảm ơn chân thành nhất. Kính thưa quý quan khách, và sau 15 phút giải lao, xin kính mời quý quan khách trở lại phòng này và ngay tại chỗ ngồi cũ để cùng thưởng thức buổi tiệc chiêu đãi thân mật của quý công ty.
nhân tiện bỏ quá. Khổ không? Khổ hả? Khổ là nhân tiện, tiện là xin báo luôn á. Sớm này tụi anh cho nhận đi ta. Thank you.